Này đồ của mấy chị em ở dưới Long Xuyên chở lên cho hồi sáng nè. Đó, đang soạn ra nhỏ nhỏ mấy. Còn cái bịch nào chưa ấy không? À, Chỗ này là chỗ làm việc của tôi nè. Vừa về tới là bà con réo cho đồ từ thiện để mình mang đi cho mấy người nghèo. Thì mấy chị em ở Long Xuyên thì đem quần áo xuống mấy bịch lên mà quần áo mới không? Đó. Thì nhờ nhỏ em nó đang soạn ở bển á, soạn ra mấy đứa nhỏ 2 tuổi thì là cho 4 bộ, còn mấy đứa lớn từ 5-7 tuổi gì đó thì cho 1 đứa được 2 bộ, còn đồ người già, người lớn tuổi, mấy cụ già, phụ nữ cho người được 2 bộ. Còn mấy cái đồ kia không biết nó, nhưng đại khái là đang phân quần áo ra để mà cho thứ bảy chủ nhật mang đi cho bà con. Đồ đó cũng cho thứ bảy chủ nhật luôn chứ không có cho ngày thường, tại vì thứ bảy chủ nhật mấy đứa nhỏ nó ở nhà cho nó rồi cho nó thử luôn, vừa thì lấy, còn không vừa thì coi cái số nào khác lớn hơn hay gì đó, hay nhỏ hơn gì đó thì đổi. Thì ở dưới chợ rau thì kêu xuống lấy rau, đi xuống lấy rau để đem phát cho bà con, tại vì mấy hôm nay rau nó nhiều, không phát thì đem đổ bỏ cũng uổng, thành thử ra mình cũng phải đi xuống lấy rau để phát. Nãy chở về trên trên cả 100 ký, trên 100 ký. Em cho hồi sáng nè, bây giờ soạn ra sắp xếp lại mình vô một bịch như mấy bộ. À, cái này đồ đồ mấy đứa lớn tuổi lắm, 7 tới 12 tuổi thì 2 bộ hả? À, còn nhỏ nữa thì được 4 bộ. Cái gì có cây trăm này nữa, có cây này nữa. Gái thì 2 tới 4 tuổi cho 4 bộ, còn con trai mang trai được, còn không có con trai nhỏ nhỏ hả? Hồi nãy ta đem đi mới đó là đồ con trai nhỏ đó. À, cái bệnh nãy tao em đi có 4 tuổi à, có 4 tuổi. Mở ra mình coi coi. Cái này phát thứ bảy chủ nhật thôi. Thứ bảy chủ nhật tụi nó mới có ở nhà. Nào dỡ cái áo lên mà. Cái này 4-5 tuổi. Để kêu phát rồi coi ấy ra vô người nó coi đủ vừa thì cho. Còn cái này là tập nè, tập viết cho mấy đứa nhỏ nè, tập có tập lúc lớn, tập lúc nhỏ nữa. Phát ba cái này chỉ có thứ bảy chủ nhật thôi. Còn cái này sao không biết. Cái đó là cho mấy bà cũng nguyên bộ luôn hả? Bộ để cho mấy bà bao nhiêu bộ? 2 bộ.
cái này cho người lớn tuổi, người cô Mười nói cho người hai bộ cũng đâu có được bao nhiêu đâu. Bữa nay anh Chính với mấy anh em ở dưới này nè kêu tôi mới ở Quảng Ngãi về chưa được nghỉ ngơi gì hết, ổng kêu xuống ổng cho đồ rặn đem đi cho bà con rồi nè. Mấy hôm nay đồ nhiều lắm hả? Nhiều. Ấy lên luôn ạ. Đó, bây giờ qua cái đồ cũng lên ở đây luôn nè. Chắc phải chở hai chiếc. Có hũ hoa nè. À, để tôi coi. Hôm nay người ta kêu xuống lấy rau nè. Không phải ngày đi lấy rau nữa mà nhiều quá rồi. Mấy anh em ở dưới nè kêu. Ta nhờ mình xuống dặn rau để đem đi cho bà con. Đúng ra bữa nay không phải ngày lấy rau, ngày mốt mới lấy. Nhưng mà bây giờ nó nhiều quá rồi, nếu tôi không lấy là bỏ uổng. Chị em ở dưới Long Xuyên chở lên cho sáng nè. Đó, làm soạn ra nhỏ nhỏ mấy. Còn có bịch nào chưa ấy không? Lấy người qua thấy qua. Cái đó là đồ người lớn á. Đồ bà già nè. Rồi đưa cái bịch đó coi. Cái này đồ nít không phải không? Gái. Thôi cái đồ con trai đâu mà có mớ đồ con trai. Đó là đồ con trai. Này bỏ vô đây vài cái. Còn gì cái này là đồ mấy bà già ha. Tôi này lấy cái này cho qua dưới chợ rau. À, rau cải chở về đó. À, còn một xe nữa. À, cái này bịch này bịch tầng bà nè, còn mấy cái kia là đồ nít ba bốn tuổi gì hết. Cái này của mấy chị em ở Long Xuyên mới đem vô tôi thất thời á, hồi sáng đó. Rồi xuống đây mấy anh em ở đây nghe nói vậy, mấy anh em xin mớ về đem đi phát. Cái này mình ở cho bà con ở đâu? Ở cầu 11 là Tà Đảnh đó hả? Ờ, Tà Đảnh đó. Ở ngoài khu Tà Đảnh. Thì anh em mình cùng nhau hiệp sức làm chứ có gì đâu. Ông dở ra coi nó bự không? Ở mấy tuổi, chắc 4 tuổi. Lấy một cái một. Chắc nguyên bộ chắc. Hả? Chắc về chắc nguyên bộ quá. À. Nguyên bộ. Này của mấy chị em ở Long Xuyên mới đem vô hồi sáng nè. Nè con đâu mở giùm ra giùm cho ba coi coi sao mà. Để coi cỡ mấy tuổi, 4 năm tuổi. Có cái miếng gì đây thấy rồi trời, 4-5 tuổi không chịu nít chịu gì đó vậy. Tội gì đó vậy. Phải nguyên bộ không, có cái quần không nè. Nó có cái nắp nó đó. Cái này 4 tuổi nè, cỡ 4 tuổi ha. Có cái quần luôn không, nguyên bộ. Nguyên bộ có cái quần. Đứa bộ đi. Đứa nào mặc được lấy đi. Cái này là cái một
chữ màu khác nhau đó. Khác nhau. Khác màu rồi cái này nó giống nè. Giống thì bỏ lại cái đầu khác màu được. Nè ông ơi. Đây đó. Nó mới bà con mới cho tôi hồi sáng, bây giờ đem xuống cho lại bên đây, để bên đây đem đi đi cho khác, cho bà con ở ngoài Tà Đảnh á. Tôi cho thì thường là tôi cho người Khmer, còn mấy anh em ở đây ta phụ vụ, người ta cho bên người Kinh ở ngoài Tà Đảnh. Thì bây giờ xuống đây lấy rau cải của mấy ảnh nè. Mấy ảnh nghe nói có quần áo mấy ảnh xin luôn, thì xin thì cho luôn. Cái này mướp đồ này là đồ của bà con ở chợ rau này người ta cho nè. Đó, cái đồ cũ, nhưng mà nói cũ chứ cũng còn ăn được. Cũng đâu có đàng hoàng rồi gì mà đâu có làm mấy em này kiếm tiền đi mà mua tiếp. Thì tôi không có hứa là như thế nào, chỉ có là tôi kêu gọi rồi bà con bạn bè ai ta giúp được nhiêu thì thấy bao nhiêu thôi đó, đó đủ được với cái mức độ khả năng của người ta đó. Thì anh thấy không, bữa đó anh nói tôi thiếu năm phần, tôi biết cái chỗ nó có. tôi gọi điện tôi xin liền, nó ok liền. Chú biết á em, đi lấy đồ á, cũng như đi ăn trộm gì đó. Mà tội nghiệp con gì, riêng gì, đi quê phải không? Mai, nó tên là Tuyết Mai. Mai Vi Tệ. Mai Vi Tệ cái chú Gấu ơi, chú làm ơn nghe. Chú vô trong chỗ đang, nhà đang, vậy, đang, bà già nói gì? Đỏ, chổng à. Chổng nhận áo đi. Cách tôi đi với lại tôi nó không được nghe. Nên tôi đi lò dưới nước cầu á. Cái này nó chịu luôn. Trốn về đây. Để nó gặp được cái tội nghiệp cho cháu.